Bước tải mod trên kênh mình nha. Đầu tiên các bạn chọn skin muốn tải về mình, sẽ ví dụ là skin Chí Tôn Kiếm Tiên nha. Rồi các bạn nhấn vào nút mũi tên chỗ tiêu đề video. Tiếp theo các bạn nhấn vào xem thêm. Rồi kéo xuống dưới sẽ thấy một đường link, các bạn nhấn vào nó. Sau khi nhấn vào nó sẽ ra một trang như này. Các bạn chú ý nhấn vào nút 3 chấm góc phải màn hình, rồi chọn mở trong Chrome nha. Sau đó nó sẽ mở trang đó trong Chrome. Rồi các bạn kéo xuống dưới sẽ thấy nút subscribe. Các bạn nhấn vào rồi nó sẽ đưa đến kênh YouTube của mình. Bước này các bạn nhấn đăng ký rồi nhấn vào cái chuông chọn tất cả. Rồi quay lại cái trang vừa rồi nó sẽ hiện chữ unlock màu xanh. Các bạn nhấn vào rồi nó sẽ tiếp tục đưa bạn đến một trang nữa. Bạn chỉ cần kéo xuống và chọn download. Nó sẽ đưa bạn đến link media file của skin bạn muốn tải. Các bạn nhấn vào skin đó rồi quá trình tải xuống sẽ bắt đầu. Vậy là được rồi. Đây là bước dán mod dành cho skin này nhé. Đầu tiên bạn cần có ứng dụng Zachiever. Bạn lên CH Play tải về nhé. Rồi giờ vào Zachiever, nhấn vào thanh trên cùng chọn tải về. Bạn tìm đến file mod mà bạn đã tải về, rồi nhấn vào nó chọn giải nén. Giải nén xong nó sẽ ra một folder như thế này. Bây giờ bạn vào folder đó. Bước này bạn lưu ý máy bạn là Android thì bạn nhấn vào folder Android nhé. Còn là iOS thì vào iOS. Dán mod cho iOS mình sẽ hướng dẫn các bạn sau nhé. Sau khi vào folder Android, bạn nhấn giữ vào folder files rồi chọn sao chép. Rồi nhấn vào cái thanh trên cùng, chọn bộ nhớ thiết bị, chọn Android, chọn data, chọn đến file của game có tên là com, Garena, game KGVN. Rồi nhấn vào nút xanh lá cây ở dưới để dán nhé. Rồi bạn nhấn áp dụng cho tất cả rồi thay thế là được. Vậy là được rồi, chúc bạn thành công.